Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, thời gian qua khi đang đánh bắt trên vùng biển thuộc thềm lục địa phía Nam gần khu vực giáp danh đường phân định thềm lục địa Việt Nam-Indonesia, thì tàu của ngư dân Việt Nam thường bị lực lượng chức năng Indonesia truy đuổi và bắt giữ trái phép. Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã bố trí lực lượng bảo vệ ngư dân và kịp thời giải cứu nhiều tàu và ngư dân của ta khỏi sự bắt giữ của lực lượng chấp pháp nước ngoài, tạo sự yên tâm cho ngư dân đánh bắt trên biển. Đây là hình ảnh tàu ngư dân Việt Nam bị tàu chấp pháp của Indonesia truy đuổi gần đây. Mặc dù tàu ngư dân Việt Nam chưa xâm phạm vùng biển Indonesia, nhưng các tàu chấp pháp của nước này đã truy đuổi và bắt giữ trái phép. Tàu kiểm ngư Việt Nam đã kịp thời có mặt, yêu cầu tàu công vụ Indonesia thả ngay tàu và ngư dân Việt Nam vì tọa độ tàu ngư dân đánh bắt đang nằm hoàn toàn trên vùng biển Việt Nam. Còn đây là hình ảnh lực lượng kiểm ngư giải cứu hai tàu cá của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khỏi lực lượng thanh tra thủy sản Indonesia khi hai tàu của ngư dân ta đang đánh bắt ở vùng biển Việt Nam. Ngay trong đêm, lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã giải cứu thành công hai tàu cá và 9 ngư dân, đồng thời ngăn chặn giải cứu 6 tàu cá và hàng chục ngư dân thoát khỏi sự truy đuổi của tàu công vụ nước ngoài. Lực lượng kiểm ngư Việt Nam cảnh báo ngư dân không được sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản, nắm chắc đường ranh giới, khu vực biển, thềm lục địa Việt Nam trên hải đồ để đánh bắt theo luật định.